Theo quyết định 46 ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hệ số điều chỉnh giá đất của huyện Thanh Oai là 2,35. Bảng giá đất hiện còn hiệu lực được ban hành năm 2020, giao động trong khoảng 3,6 đến 5,3 triệu đồng một mét vuông. Do đó, khi nhân hai hệ số này với nhau, chỉ cho ra mức giá từ 8,6 đến 12,5 triệu đồng một mét vuông. Hệ số điều chỉnh giá đất của cả thành phố Hà Nội cũng chỉ giao động trong khoảng từ 2,5 đến 3,25. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, cách tính giá khởi điểm có sự thay đổi là theo hướng dẫn thi hành luật đất đai mới. Nghị định 71 bây giờ có hiệu lực với phương pháp tính trước đây. Phương pháp tính trước đây chúng ta xác định giá khởi điểm dựa trên yếu tố về thuê tư vấn để tham khảo, dựa trên các tài sản so sánh đưa ra. Và như trước đây chúng tôi đã thuê tư vấn và xác định là cái giá khu vực này của chính cái khu dự án này là từ 40 đến 45 triệu một mét vuông, chứ không phải 8 đến 12 triệu 6 đâu. Do bảng giá đất ban hành năm 2020 vẫn còn hiệu lực, nên trước đây Hà Nội đã ủy quyền cho cấp huyện chủ động xác định hệ số điều chỉnh ở mức cao, giúp việc định giá đất sát với thị trường. Tuy nhiên, từ tháng 2 năm nay, khi chính phủ ban hành Nghị định 12, sau đó đến tháng 6 là Nghị định 71 để hướng dẫn thi hành luật đất đai mới, thành phố đã dừng việc ủy quyền này và làm theo hướng dẫn. Đây là nguyên nhân dẫn đến giá khởi điểm đất đấu giá ở các quận huyện được xác định trong năm 2024 ở mức thấp. Theo cái quy định này thì cái giá xác định giá khởi điểm đấu giá thì nó còn thấp so với cả cái giá thị trường. Cho nên là cũng là một cái băn khoăn đối với huyện khi mà tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Nó có thể xảy ra một số nhà đầu tư đẩy giá cao lên, sau đó rồi là bỏ cọc nếu như mà họ không đạt được cái kỳ vọng lợi nhuận của họ. Cái tiền đặt cọc nó sẽ rất là thấp. Do vậy là rất là nhiều khách hàng họ có cái tâm lý là cứ nổ vào và trả giá rất cao và sẵn sàng là công tác là bỏ cọc. Cái việc bỏ cọc nếu mà không có cái công tác giao dịch sau khi chúng đấu giá họ sẵn sàng là bỏ cọc vì cái chi phí là tiền cọc nó sẽ rất là thấp. Do vậy là cũng rất khó khăn cho cái công tác là xác định cái kế hoạch để hoàn thành cái chỉ tiêu đấu giá. Cuối tháng 8 và đầu quý 4 năm nay, nhiều huyện như Mỹ Đức, Hoài Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn sẽ tổ chức đấu giá đất ở. Nguy cơ bị giới đầu cơ lợi dụng để thổi giá là không hề nhỏ với mức giá khởi điểm thấp vừa được xác định này. Để cái việc đấu giá nó hoàn thành một cách tốt nhất và tránh những cái hiện tượng thổi giá làm giá cũng như bỏ cọc trong tương lai thì cái việc đầu tiên là thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các quận huyện xác định đúng cái giá khởi điểm theo cái mặt bằng giá thị trường của địa phương và thực hiện cái việc đấu giá một cách đồng bộ chặt chẽ. Luật đất đai 2024 đã có hiệu lực nhưng bảng giá đất mới chưa được ban hành. Đây chính là thời điểm giao thoa giữa các quy định trong luật mới và cũ nên rất cần có những điều chỉnh kịp thời từ các cơ quan chức năng để việc định giá đất sát với thị trường, giúp việc đấu giá đất được minh bạch hiệu quả, đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước.